Netizen khui chuyện vợ chồng Thúy Diễm xây nhà sau 2 tháng kêu gọi từ thiện. Thúy Diễm là nghệ sĩ tiếp theo bị rơi vào tầm ngắm của cư dân mạng sau khi bị tố không minh bạch tiền từ thiện. Bị bà Phương Hằng tố không minh bạch tiền từ thiện, Thúy Diễm đã lên tiếng cho biết hiện tại cô không muốn bàn thêm về sự việc mà cần tập trung tinh thần và sức khỏe để lo cho gia đình, công việc. Dẫu vậy, netizen vẫn không ngừng moi móc các chi tiết liên quan đến việc kêu gọi từ thiện của vợ chồng Thúy Diễm, Lương Thế Thành. Đặc biệt, sự việc Thúy Diễm công khai xây nhà sau 2 tháng kêu gọi từ thiện cứu trợ miền Trung vào năm 2020 mới đây cũng bất ngờ bị khui lại trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, trên Facebook cá nhân, Thúy Diễm đăng tải bài viết kêu gọi khán giả chung tay giúp đỡ bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi trận mưa lũ lịch sử. Các khoản tiền hỗ trợ được kêu gọi chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Thúy Diễm. Sau đó, vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành thay mặt các nhà hảo tâm đến tận nơi trao quà cho bà con vùng lũ. Đến tháng 12 năm 2020, sau hai tháng kêu gọi từ thiện, Thúy Diễm đăng hình ảnh khoe đang xây nhà mới. Điều này không khỏi làm netizen nghi ngờ. Tuy nhiên trên thực tế, khu đất này đã được vợ chồng Thúy Diễm mua từ năm 2019, khởi công vào cuối tháng 9 năm 2020, tức là trước khi vợ chồng Thúy Diễm kêu gọi từ thiện. Chia sẻ trên truyền thông, Thúy Diễm từng cho biết, vì căn nhà hiện tại có ông bà, vợ chồng con cái nữa nên hơi chật, tôi dự định sinh thêm em bé cho bảo bảo nên mới xây chỗ mới để gia đình ở. Mảnh đất này được vợ chồng cô mua từ năm 2019, khởi công vào tháng 9 năm 2020 trước khi kêu gọi từ thiện. Giữa lùm xùm từ thiện, hiện Thúy Diễm đã tắt tính năng bình luận trên Facebook cá nhân để tránh bị tấn công, cô cho biết không muốn nói thêm về sự việc này. Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, nhưng ồn ào về các xe của con nuôi cố nghệ sĩ Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tính đến nay, ekip đã gửi toàn bộ số tiền cát xê ngay khi giọng ca nhí đủ 18 tuổi và cho thêm 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường thêm vững chân khi bước vào đời. Kể từ nay, nam ca sĩ và công ty của Phi Nhung sẽ không còn dính dáng gì nữa. Dù người trong cuộc đã làm rõ mọi chuyện, nhưng trên mạng xã hội, những đoạn clip cũ về Phi Nhung và Hồ Văn Cường liên tục bị đào lại. Điển hình là trên mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Văn Cường cúi xuống nhặt tiền được khán giả ném lên sân khấu trong một màn trình diễn đáng chú ý từ clip, có thể thấy Hồ Văn Cường có hành động nhìn mẹ Phi Nhung trước. Lập tức cư dân mạng nổ ra nhiều bình luận tranh cãi nảy lửa, người cho rằng Hồ Văn Cường sợ sệt thấy rõ, có người cho rằng khi đó nam ca sĩ còn quá nhỏ nên chưa đủ bản lĩnh sân khấu nên mọi cử chỉ có phần còn e dè. Một vài bình luận mà cư dân mạng để lại. Hồ Văn Cường lúc nào trông cũng sợ sệt. Thôi mấy bác, người ta trên sân khấu ít kinh nghiệm nên gặp những trường hợp này không biết ứng xử ra sao thôi. Cô Phi Nhung và cháu Hồ Văn Cường không có lỗi, đừng tranh cãi nữa. Nhà nghèo nên nhìn thằng bé nhặt tiền là thấy khó khăn rồi. Phi Nhung đã nằm xuống, tuy nhiên netizen vẫn không ngừng tranh cãi về những vấn đề liên quan. Nhiều năm qua, Phi Nhung luôn yêu thương và chăm sóc Hồ Văn Cường. Trước đó vào ngày 11 tháng 10, Hồ Văn Cường và gia đình đã nhận toàn bộ số tiền cắt xe và quyết định ra ở riêng. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác rằng gia đình giọng ca nhí sẽ chuyển đi đâu trong thời gian tới. Còn nỗi đau nào hơn với Việt Hương, song tang sự Phi Nhung lại chịu tang mẹ nuôi tại Mỹ đúng ngày sinh nhật. Những ngày qua vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã đích thân bay sang Mỹ, trao tận tay cho cốt của ca sĩ Phi Nhung cho con gái, đồng thời lo tang lễ cho đồng nghiệp. Nữ nghệ sĩ khóc nức nở trong lễ viếng người bạn quá cố. Nỗi đau này chưa kịp nguôi thì vợ chồng Việt Hương tiếp tục chịu tang mẹ nuôi là bà Trần Hoàng Kiếm, mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm. Mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương đăng tải loạt ảnh trong tang lễ của mẹ nuôi tại Mỹ. Sau khi dự tang lễ của Phi Nhung tại chùa Huệ Quang, vợ chồng Việt Hương lại tất bật lo hậu sự cho mẹ nuôi. Đây cũng là ngày sinh nhật của Việt Hương. Hoài Phương chia sẻ, bây giờ bên Việt Nam đã bước sang ngày 15 tháng 10 là sinh nhật cô ấy rồi. Vì cô ấy không dùng Facebook cá nhân nên fan hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tấp vào Facebook mình. Thế nhưng ngay lúc này, cảm xúc lẫn lộn quá, vì ngày hôm nay tại Mỹ cũng là ngày tổ chức tang lễ cho má của nghệ sĩ Hoài Tâm, cũng là má nuôi của Việt Hương. Nam ca sĩ cho biết không giấu được cảm xúc buồn bã khi nghe tin mẹ nuôi qua đời đột ngột và không kịp gặp mặt lần cuối. Hoài Phương cũng nhắn nhủ tới Việt Hương sau khi hoàn thành xong mọi công việc sẽ làm sinh nhật thật chỉn chu cho bà xã. Chia sẻ của nam ca sĩ làm khán giả không khỏi xúc động. Mấy hôm trước nghe tin má yếu quá, hai đứa con nhắn má cố đợi chúng con về. Thế nhưng ngay trước khi lên máy bay là nhận được tin dữ, chúng con không kịp gặp mặt má lần cuối. Từ nay qua nhà, chúng con không còn được thấy má, cụ bà hiền lành, đẹp lão, da rẻ hồng hào, mái tóc bạc phơ. Nhưng chúng con cũng rất vui, được biết má ra đi nhẹ nhàng, thanh thản bên con cháu. Má yên tâm, chúng con sẽ luôn ở bên cạnh cậu con trai út cưng hoài tâm của má. Thôi để làm chọn đạo cho má, rồi anh sẽ làm sinh nhật cho em sau nhé, cô gái. Nam nhạc sĩ tâm sự. Trước đó vào ngày 10 tháng 10, nghệ sĩ Hoài Tâm đã đăng tải cáo phó mẹ ruột trên trang cá nhân. Lễ phát tang bắt đầu lúc 10 giờ ngày 14 tháng 10, theo giờ địa phương. Đến 12 giờ cùng ngày, sẽ tiến hành đón khách viếng. Lễ di quan và an táng được tổ chức vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10. Linh cữu của mẹ danh hài sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Westminster Memorial Park. Trong thông tin trên cáo phó, nghệ sĩ Việt Hương là dưỡng nữ, phía gia đình nghệ sĩ Hoài Tâm cũng xin phép các khách viếng miễn phúng điếu trong tang lễ. Con gái ruột và quản lý Phi Nhung, chúng tôi đang chia tài sản, xin đừng làm phiền chúng tôi. Diễm Phạm, quản lý Phi Nhung chia sẻ hình ảnh mới nhất chụp cùng con gái ruột cố nghệ sĩ. Sáng ngày 15 tháng 10, Diễm Phạm quản lý Phi Nhung đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Wendy Phạm con gái ruột dòng cả bông điên điển kèm dòng trạng thái: "Chúng tôi đang chia tài sản, xin đừng làm phiền chúng tôi." Cụ thể trong khoảnh khắc mới nhất cả hai cùng xem và phân chia những bức hình kỷ niệm đáng nhớ lúc sinh thời của Phi Nhung, đây được cho là tài sản vô giá của cố nghệ sĩ sau khi qua đời. Chia sẻ trên của Diễm Phạm cũng được cho là ngầm đáp trả luận ý kiến bàn tán về chuyện tài sản của Phi Nhung trong suốt những ngày qua. Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình, dân ca. Thành danh ở thị trường hải ngoại, nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính ở làng giải trí trong nước. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn góp mặt trong các game show truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Đồng thời tại thành phố Hồ Chí Minh, cô còn kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực chay. Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tên Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 8 năm 2021, Phi Nhung bị nhiễm COVID-19. Trưa ngày 28 tháng 9, cô chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi cho cốt của cố nghệ sĩ được đưa về Mỹ, sáng ngày 13 tháng 10, tang lễ của Phi Nhung đã được cử hành trang trọng tại Chùa Huệ Quang, California. Để tưởng nhớ giọng ca bông điên điển, người thân và đồng nghiệp đã thực hiện các nghi thức cầu siêu, thăm viếng, tưởng niệm và đốt nến. Diễm Phạm, quản lý lâu năm của Phi Nhung cũng đáp chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ để tiến biệt nữ ca sĩ lần cuối. Trước đó, vào ngày 11 tháng 10, Diễm Phạm xác nhận đã giải quyết xong chuyện tiền bạc giữa Hồ Văn Cường và phía Phi Nhung sau khi vướng lùm xùm. Vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài. Tuy nhiên, phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng. Số tiền 200 triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ Hồ Văn Cường quản lý ngay từ ngày nhận giải nên không tính vào đây. Sau khi trừ thuế còn 180 triệu, chị Võ Ngọc Thu, mẹ Hồ Văn Cường đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Đến nay, số tiền kèm lãi chỉ có chị Thu giữ. Gia đình Hồ Văn Cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy. Gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của Cường. Mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình Hồ Văn Cường cũng như cá nhân của Cường. Sau đây, mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi. Sau nhiều tháng, số ca mắc COVID-19 trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm xuống mức 3 con số. Bên cạnh đó, số ca qua đời cũng tiếp tục giảm sâu, Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 14 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 909 trường hợp nhiễm mới trên địa bàn thành phố. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 411.372 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Và đây cũng là thời điểm số ca mắc còn 3 con số sau gần 3 tháng đều trên 1.000 ca mắc mỗi ngày. Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 27 tháng 4, số ca bệnh sau đó liên tiếp tăng nhanh và vượt lên ngưỡng hàng nghìn ca mỗi ngày từ tuần thứ hai của tháng 7 năm 2021. Số ca mắc mới liên tục ở mức hơn 4.000 trường hợp kéo dài đến cuối tháng 9 mới bắt đầu giảm. Đầu tháng 10, số ca mắc mới mỗi ngày giảm xuống dưới 2.000. Đến ngày 14 tháng 10, số ca bệnh còn 909 trường hợp, Bên cạnh đó, số ca qua đời cũng nhận những tín hiệu lạc quan. Sau nhiều tháng liên tiếp duy trì ở mức cao, hai tuần qua số ca qua đời đã giảm, đặc biệt là hôm qua số ca qua đời chỉ còn 61 trường hợp. Ngoài ra nhóm bệnh nhân nặng phải thở máy oxy tại các bệnh viện đã giảm sâu, còn khoảng 3.000 trường hợp. Dự báo những ngày tới, bệnh nhân qua đời vì COVID sẽ tiếp tục giảm. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác trên kênh tin xét đánh đang chờ đón quý vị trong các bản tin kế tiếp. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức được cập nhật.